Nếu phải chọn một bản nhạc hay nhất, có lẽ tôi sẽ chọn văn chương. Bởi chỉ khi đến với văn chương, người nghệ sĩ mới được tự do, được trái tim dẫn dắt, được thể hiện với quan niệm của chính mình và rồi mang đến cho người đọc biết bao giai điệu cảm xúc với nhiều cung bậc khác nhau. Và tác giả Victor Hugo là một trong những nốt ngân đầy sáng tạo trong bản hòa tấu ấy của văn học. Vậy thì Victor Hugo là ai và ông đã có những đóng góp như thế nào đối với nền văn học của thế giới? Thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Victor Hugo, tên đầy đủ là Victor Mary Hugo, sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802 và mất ngày 22 tháng 5 năm 1885. Ông là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà tiểu luận và là nhà viết kịch bản người Pháp tiêu biểu cho phong trào lãng mạn. Trong sự nghiệp văn học kéo dài hơn 60 năm của mình, ông đã từng thử sức với rất nhiều các thể loại khác nhau như châm biếm, sử thi, thơ triết học, tiểu thuyết, lịch sử, tiểu luận phê bình, bài diễn văn chính trị, lễ tang, nhật ký, thơ công và tư nhân cũng như kịch trong thơ và văn xuôi. Hai tác phẩm Những người khốn khổ được ông xuất bản năm 1862 và Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà năm 1831 của ông đã vượt ra khỏi phạm vi của nước Pháp, được đánh giá là hai tác phẩm nổi tiếng trên khắp thế giới. Ngoài ra ở Pháp, Hugo còn nổi tiếng với những tập thơ như Chiêm ngưỡng và Truyền thuyết những thế kỷ. Hầu hết các tác phẩm của ông đều đề cập đến các vấn đề về chính trị, xã hội và các xu hướng nghệ thuật trong thời đại. Sự phản đối của chủ nghĩa chuyên chế và thành tựu văn học khổng lồ đã khiến ông trở thành một anh hùng dân tộc. Hugo là một trong những người đi đầu trong phong trào văn học lãng mạn ở Pháp với vở kịch Cromwell và vở kịch Hernani. Nhiều tác phẩm của ông đã truyền cảm hứng cho âm nhạc, cả khi ông còn sống lẫn khi ông qua đời, bao gồm vở nhạc kịch Những người khốn khổ và Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà. Ông đã tạo hơn 4.000 bức vẽ trong cuộc đời của mình và vận động cho các mục đích xã hội khác nhau như bãi bỏ hình phạt cho tử tù. Về sự nghiệp, Victor Hugo đã xuất bản tiểu thuyết đầu tiên vào năm 1823 ngay sau khi ông kết hôn và tác phẩm thứ hai được ra mắt chỉ 3 năm sau. Từ năm 1829 đến năm 1840, ông xuất bản thêm 5 tập và nó đã khiến ông trở thành một trong những nhà thơ, trữ tình và điện ảnh vĩ đại nhất trong thời đại lúc bấy giờ. Giống như nhiều nhà văn trẻ cùng thế hệ, Victor Hugo chịu ảnh hưởng sâu sắc của François-René de Chateaubriand, một nhân vật nổi tiếng trong phong trào văn học chủ nghĩa lãng mạn và là nhân vật văn học nổi tiếng của Pháp trong đầu thế kỷ thứ 19. Thời còn trẻ, Hugo đã quyết định trở thành Chateaubriand hoặc không là gì cả. Và giống như Chateaubriand, Hugo đã tiếp tục sự nghiệp của chủ nghĩa lãng mạn khi tham gia vào chính trị, mặc dù chủ yếu là người chỉ đấu tranh cho chủ nghĩa Cộng hòa và buộc phải lưu vong vì lập trường chính trị của mình. Niềm đam mê sớm và khả năng hùng biện trong công việc ban đầu của Hugo đã mang lại thành công và danh tiếng ngay từ khi còn nhỏ. Tập thơ đầu tiên của ông được xuất bản năm 1822 khi ông mới 20 tuổi và nhận được tiền trợ cấp hoàng gia từ thời vua Louis XVIII. Mặc dù các bài thơ được ngưỡng mộ vì sự nhiệt tình và trôi chảy tự phát của chúng, bộ sưu tập tiếp theo 4 năm sau vào năm 1826 cho thấy Hugo là một trong những nhà thơ vĩ đại, là một bậc thầy thiên bẩm về nhạc trữ tình và sáng tạo. Tác phẩm tiểu thuyết trưởng thành đầu tiên của Victor Hugo được Charles Gosselin xuất bản lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1829 mà không có tên tác giả và phản ánh lương tâm xã hội gay gắt, sẽ ngấm vào tác phẩm sau này của ông. Tử tù Claude Gou là một truyện ngắn gồm tài liệu về một kẻ sát nhân có thật đã bị hành quyết ở Pháp, xuất hiện vào năm 1834. Hugo bắt đầu lên kế hoạch cho một cuốn tiểu thuyết lớn về sự khốn cùng và bất công của xã hội ngay từ những năm 1830, nhưng cần đủ 17 năm để Những người khốn khổ được thành công và cuối cùng được xuất bản vào năm 1862. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông, 93, được xuất bản vào năm 1874, đã đề cập đến một chủ đề mà Hugo đã tránh trước đây, đó chính là triều đại của khủng bố trong cách mạng Pháp. Mặc dù sự nổi tiếng của Hugo đã giảm vào thời điểm xuất bản, nhưng nhiều người hiện nay vẫn coi 93 là một tác phẩm ngang hàng với những tiểu thuyết đã nổi tiếng trước đó của Victor Hugo. Nổi tiếng là thế, nhưng vẫn còn những điều ít ai biết về đại thi hào của thế giới. Cụ thể là theo nghiên cứu từ trang Telegraph đã tiết lộ một số chi tiết thú vị xoay quanh cuộc đời của nhà văn vĩ đại này. Văn hào Hugo đã mất hàng thập kỷ để hoàn thành Những người khốn khổ. Sau khi Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà được xuất bản vào năm 1831, Victor Hugo đã ấp ủ ý tưởng về cuốn tiểu thuyết lột tả sự bất công trong xã hội. Tuy nhiên, mãi đến năm 1862, ông mới hoàn thành Những người khốn khổ. Nhiều nhà nghiên cứu cho biết, đại văn hào mất 17 năm để viết cuốn sách. Tác phẩm dài 655.478 từ và đứng thứ 20 trong danh sách những tiểu thuyết dài nhất trên thế giới, sau một số cuốn sách như Man of Goodwill của Charles Frohman. Hugo khỏa thân mỗi khi cạn kiệt ý tưởng. Khi không có cảm hứng sáng tác, đại văn hào sẽ cởi bỏ quần áo, giam mình trong phòng với bút và giấy. Nhiều độc giả nghĩ Hugo quấn chăn trong lúc sáng tác, nhưng số khác lại tin rằng ông khỏa thân. Victor Hugo là một trong tam thánh của đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài được thành lập ở Việt Nam vào năm 1926 và Victor Hugo là một trong ba vị thánh đầu tiên bên cạnh Tôn Trung Sơn và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông xuất hiện trong bức tranh Tam Thánh Ký Hòa Ước do họa sĩ Lê Minh Tòng sáng tác vào năm 1947, hiện được lưu giữ tại Tòa Thánh Tây Ninh. Đại văn hào là người đào hoa. Vào năm 1822, Victor Hugo kết hôn với người bạn thơ ấu của mình là Adiel Fouché. Đôi vợ chồng khi ấy chỉ mới tròn 20 tuổi. Họ chung sống với nhau 46 năm và có tổng cộng 5 người con.
Hugo được nhiều người phụ nữ ngưỡng mộ bởi tài năng văn chương. Trong thời gian chung sống với vợ, ông vẫn có nhiều người tình và các bóng hồng nổi tiếng của ông là Juliet Dewey, Alex Deoxy và Flange. Ngoài sáng tác, Victor Hugo còn hoạt động chính trị. Vào năm 1848, ông được bầu làm nghị sĩ Hội đồng Lập hiến. Ông lên án cuộc đảo chính vào ngày 2 tháng 12 năm 1851 của hoàng tử Louis Napoleon. Ngay lập tức, Victor Hugo bị lưu đày ở Bỉ, sau đó là ở đảo Jeunesse và Guernsey ở Anh. Trong khoảng thời gian sống lưu vong, Victor Hugo vẫn không ngừng sáng tác và được công chúng đón nhận. Vào năm 1870, Hugo trở về Pháp. Ngày 8 tháng 2 năm 1871, ông được bầu vào Quốc hội Pháp. Vào năm 1876, ông được bầu làm thượng nghị sĩ. Những tham luận đầu tiên của ông đều hướng về việc ân xá cho các chiến sĩ của công xã Paris. Hơn 2 triệu người dự tang lễ của Victor Hugo. Vào năm 1885, Victor Hugo qua đời. Trước đó, ông bày tỏ nguyện vọng được ra đi lặng lẽ như một kẻ hành khất. Thế nhưng, hơn 2 triệu người vẫn đến để tiễn đưa nhà văn. Đoàn diễu hành đi bộ 6 tiếng từ Khải Hoàn Môn đến Điện Pantheon, nơi ông được chôn cất cùng Emily Zola và Alexander Dumas. Có thể nói, Victor Hugo là một khuôn mặt vĩ đại của thế kỷ thứ 19, từng được xem như là một cây cổ thụ mênh mông, một con người có năng khiếu phi thường, tiêu biểu cho sức mạnh to lớn của vũ trụ và sự đấu tranh nhịp nhàng của những sức mạnh ấy. Khi nhân loại đang mang một nỗi đau của các cuộc chiến tranh sắc tộc, của tệ nạn khủng bố cùng với những lầm than và những thảm họa do tình trạng bất bình đẳng tạo nên, thì ông đã khắc họa được một cách rõ nét về những mảnh đời, những hoàn cảnh khác nhau của con người, từ đó tạo ra được những bài học mang một giá trị hết sức sâu sắc và đáng để chúng ta suy ngẫm. Mùi của khói bụi, những đen ngòm của đời người đã làm con người ta khao khát tìm về chốn yên bình. Chúng ta có thể hướng về những tác phẩm của Victor Hugo coi đó như một nguồn sáng của lòng nhân ái và ý chí đấu tranh cho hạnh phúc, cho hòa bình, tự do và dân chủ của nhân loại. Mặc dù ông đã đi xa, nhưng các tác phẩm của ông đều mang một giá trị vĩnh hằng trong lòng người đọc, không chỉ đối với độc giả của Việt Nam mà còn là đối với toàn thế giới.